Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ICO Review của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần bounty của một cái dự án, đó là dự án Monvit. Thì trong các video trước thì mình đã giới thiệu sơ qua về team, giới thiệu tổng quan về dự án, giới thiệu về team. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về một cái chương trình bounty của dự án này. Thì chương trình bounty này sẽ kết thúc khi quá trình ICO kết thúc vào khoảng là vào ngày 25 tháng 8. Và chương trình bounty này thì sẽ chia theo cái số allocation chúng ta sẽ thấy ở đây, khoảng 500 triệu đô theo giá MVID là giá Monvit token, tương ứng với 10 triệu Monvit token, và 5% cho Telegram, 5% Instagram, 5% Reddit, 10% Telegram, 10% blog article, 10% YouTube, 10% Trendlize, 15% Facebook, 15% Twitter và 15% Signature. Chúng ta sẽ có được một số cái general rule như sau. Tổng cộng người tham gia sẽ chia theo lượng stack. Mọi người bắt buộc là phải tham gia vào cái bounty chat trên Telegram ở đây. Và phải nếu mà về vấn đề quan tâm về chương trình bounty thì có thể viết một cái post hoặc gửi một cái email tại đây. Bounty signature thì phải trở từ JA member trở lên và phải có 50, ít nhất 50 hoạt động được chấp nhận. Và ok, chúng ta sẽ phải làm make của new boss và không được vote những cái bài cũ, đó là cái thông báo. Rồi, chúng ta bắt đầu với phần ngày báo cáo, thì đến 25 tháng 8 sẽ kết thúc. Dưới đây là một cái master spreadsheet, là toàn bộ cái phần theo từng tuần của chúng ta. Đấy, theo từng cái chiến dịch campaign của chúng ta. Đấy. Mọi người bắt buộc đều phải post trên một cái thread về cái một số cái thông tin của chúng ta ở đây. Cái chiến dịch của chúng ta sẽ tham gia ha. Spreadsheet. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu với chiến dịch đầu tiên, đó là chiến dịch chữ ký signature. Và ít nhất tất cả member phải ít nhất là 15 bot trong một tuần cho đến khi chiến dịch kết thúc, và phải bot 2 lần trong một tuần, bot trên cái unthread 2 lần trong một tuần. Trên cái announcement thread đây, negative chat là không được chấp nhận ha, không có nhiều chữ ký, không được nhiều làm nhiều chữ ký, và nói chung không spam, rồi không build install, rework thì chúng ta sẽ có là theo thứ tự đây, hero legendary sẽ cao nhất với 8 stack, sẽ có một stack được cộng thêm cho mỗi cái bài test, cho sử dụng cái test này, Monvit Decentralized Streaming Platform, và 3 stack cho việc mặc cái avatar. Đây là các chữ, mấy cái chữ ký của Monvit, từ Sharing Member, Full Member này, JA Member. Tiếp chúng ta sẽ qua cái chiến dịch tiếp theo, đó chiến dịch Facebook. Mọi người phải follow và like cái trang Facebook ở đây, và ít nhất là phải 200 bạn, 5 bot trên một tuần. Facebook thì phải 2 outpost và 3 like share ha, tức là 2 bot và 3 share, phải bao gồm cái hashtag đây. Và chúng ta sẽ có trao giải là từ trên 3.000, từ 200 đến 2.999 bạn thì 5 stack, và trên 3.000 thì có 10 stack. Phải đăng ký một cái form ngay đây ha, đây là cái form. Tiếp đến chúng ta có Twitter campaign thì cũng tương tự, phải ít nhất là 200 bạn và phải có 2 bot và 3 share, cũng tương tự như vậy. Bot hay là tweet và retweet vậy, like và retweet thì tương ứng là tương ứng với cái số lượng follow, và thì càng nhiều thì càng ấy, thì càng nhiều stack, và cái form ở đây.
Chiến dịch tiếp theo, chiến dịch Translate, chiến dịch về dịch, thì sử dụng Google Translate và những cái ứng dụng khác là được không được cho phép, sẽ bị disqualify ngay lập tức. Mỗi cái chiến dịch, mỗi người thì chỉ được tham gia với một ngôn ngữ duy nhất thôi, và phải for cho việc pro thì bạn có trước 10 ngày để hoàn thành được công việc dịch, và tương ứng với số lượng chúng ta có thread và bounty rate là 100 stack, website 150 stack và 200 stack. Ngôn ngữ thì như vậy là đã có tất cả đầy đủ rồi, đã được bảo lưu rồi. Đây, thì các bạn cũng phải điền cái form ở đây. Chiến dịch tiếp theo Telegram thì phải tham gia vào cái community group ở đây, ở cho đến khi kết thúc, và phải thêm vào chữ monfit.io vào cái tên của bạn, thêm cái logo ở cái profile photo, profile photo. Đó, thì tương ứng nó sẽ có cái số stack tương ứng với cái việc tham gia này, add monfit.io này, logo 5 stack này, đăng ký form ngay đây. Tiếp tục là Telegram ownership campaign, thì tham gia cái Telegram đây, sau đó đăng ký, phải đợi cho đến khi approve message của từ bounty manager, và có ít nhất 200 view member submit cái report đây, và giải thưởng là 20 stack là cao nhất, càng số lượng member càng đông thì càng lượng stack càng nhiều, và có thể bạn phải đăng ký cái form ở đây. Chiến dịch Instagram thì phải follow Instagram 3 post trên 1 tuần, và phải có ít nhất 50 follower. Đây, cái lượng là follower tương ứng, đăng ký ở đây. Chiến dịch YouTube thì độ dài tối thiểu một video là phải là 2 phút, và post trên cái kênh channel trên YouTube, bao gồm cái website và link, và những cái link khác với your profile, username, profiling, chất lượng trung bình thì một stack, và chất lượng bình thường trung bình 5 stack, và chất lượng cao 10 stack. Trên 5.000 view thì sẽ có thêm 5 stack nữa. Phải submit cái link đăng ký form ngay đây. Đó, link video chữ Ethereum Wallet đây. Tiếp tục chiến dịch blog và article thì phải có ít nhất là 500 viết về 500 từ. Về website là phải có khán giả nha, khán giả thực, và có mắc là 2 entry sẽ được accept cho một member, 2 bài báo ha, tối đa là 2 người thôi. Và chất lượng thì tương ứng đây, chất lượng cao là 50, và chất lượng của báo thì chỉ một stack thôi. Submit ở đây. Chiến dịch tiếp theo là Reddit. Reddit thì cũng phải join Reddit channel ở đây, và ít nhất là phải 30 ngày, ít nhất là 5 post và 10 comma, ít nhất là 2 comment, và phải có ít nhất là 30 ngày, và phải ít nhất là 5 post và 10 comma. Bạn phải làm 2 cái comment hay là post về môn viết trên trong vòng 1 tuần. Post được làm trên cái following subreddit ở đây. Spam post và comment with negative karma sẽ không được tính nữa. Và 2 stack trên 1 tuần, maximum là 5 trong 1 tuần, và có thể đăng ký ở đây. Tất cả những cái câu trả lời, câu nếu thắc mắc gì thì các bạn có thể tham gia cái Telegram bounty đây, và để hỏi người manager. Vừa rồi là phần giới thiệu của mình về bounty của dự án Monrip, dự án rất là tiềm năng trong cái giai đoạn sắp tới, thì mọi người có thể xem phần hướng dẫn của mình để có thể tham gia vào chiến dịch này. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.